Lịch ngày tốt, đón lành, tránh dữ. Lịch ngày tốt xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong bản tin tử vi hàng ngày của 12 con giáp, dự đoán chính xác các phương diện về tài lộc, tình duyên, sự nghiệp và sức khỏe. Sau đây là thông tin chi tiết. Tử vi thứ 6, ngày 29 tháng 7 năm 2022 của 12 con giáp. Thông tin tổng quan ngày 29 tháng 7 năm 2022, tức ngày 1 tháng 7 âm lịch, ngày Quý Mùi, cụ thể như sau. Trực kiến, tốt cho xuất hành, giá thú nhưng nên tránh động thủ. Tuổi sùng ngày, Ất Sửu, Tân Sửu, Đinh Hợi, Đinh Tỵ. Tuổi hợp trào ngày, ngày Mùi, lục hợp ngọ, tam hợp mão và hợi thành mộc cục. Giờ hồng đạo trào ngày, giờ dần từ 3 giờ đến 5 giờ, giờ mão từ 5 giờ đến 7 giờ. Giờ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ, giờ Thân từ 15 giờ đến 17 giờ, giờ Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ và giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Hướng tốt xuất hành là hướng Đông Nam và hướng Tây Bắc. Xem tử vi hàng ngày, dự báo 3 tuổi tiên về chật két trong ngày thứ 6 này sẽ là các tuổi Mão, tuổi Tỵ và tuổi Ngọ. Để biết vận trình của bạn hung cát ra sao, mời các bạn cùng lịch ngày tốt xem tử vi ngày 29 tháng 7 năm 2022 của 12 con giáp chi tiết từng tuổi ngay sau đây. Tử vi tuổi Tý. Xem tử vi hôm nay, tương hại giáng họa, người tuổi Tý đau đầu khi đối diện với kẻ tiểu nhân. Dù bạn không cố tình gây thù chuốc oán với ai thì vẫn có thể bị kẻ xấu tìm cách hãm hại. Vì thế, con giáp này chưa nên tin tưởng người khác một cách quá dễ dàng. Tốt nhất, bản mệnh luôn giữ vững định hướng, quan điểm của bản thân và hoàn thành tốt các công việc, trong trách nhiệm của mình, chưa nên lo chuyện bao đồng, kẻo dễ vướng vào rắc rối. Thổ khắc thủy, quan hệ giữa bản mệnh và gia đình cũng không được hài hòa. Những quan điểm, ý định của bạn cũng không được sự ủng hộ của mọi người. Điều này khiến cho bạn cảm thấy hoang mang, bế tắc, cảm thấy mình là người cô đơn trong chính gia đình. Tử vi tuổi Giáp Tý, kim, công việc liên tiếp gặp phải vướng mắc. Tử vi tuổi Bính Tý, thủy, chưa nên tin tưởng người khác quá dễ dàng. Tử vi tuổi Mậu Tý, hoa, không nên lo lắng chuyện bao đồng. Tử vi tuổi Canh Tý, thổ, không nhận được sự ủng hộ của gia đình. Tử vi tuổi Nhâm Tý, mộc, quan hệ với người thân không mấy hài hòa. Con số may mắn 6, 4, giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cát tương đen, trắng, quý nhân phù trợ, dậu, thân, tỵ. Tử vi tuổi Sửu, tương xung tác động, người tuổi Sửu gặp phải nhiều rắc rối trong công việc cũng bởi cái tính nóng nảy mà ra. Bạn thường không đủ kiên nhẫn lắng nghe người khác, đồng thời cũng không thể tự xem xét các vấn đề của bản thân một cách kỹ càng. Vì thế, trong ngày hôm nay, bạn chỉ nên tiến hành các công việc quen thuộc, hạn chế đưa ra những quyết định trọng đại gây ảnh hưởng lớn về sau. Nếu còn thời gian thì bạn nên tiếp tục cân nhắc các kế hoạch trước khi bắt tay thực hiện. Thổ vượng cũng nhắc nhở con giáp này hãy từ bỏ những suy nghĩ cố hữu từ trước tới nay của mình để tiếp nhận những điều mới mẻ hơn. Có thể ban đầu bạn sẽ thấy bối rối, xong dần dần bạn sẽ có hướng đi mới, không còn bước theo lối mòn cũ nữa. Tử vi tuổi Ất Sửu, kim, nên giữ bình tĩnh, chớ hành động nóng nảy. Tử vi tuổi Đinh Sửu, thủy, không nên đưa ra các quyết định quan trọng. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, hỏa, tập trung vào những nhiệm vụ quen thuộc. Tử vi tuổi Tân Sửu, thổ, chú ý hơn đến các vấn đề lắng nghe mọi người. Tử vi tuổi Quý Sửu, mộc, hãy từ bỏ những suy nghĩ cố hữu. Con số may mắn 3, 6, giờ tốt 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tương, cà phê, xám, quý nhân phù trợ, Tuất, Mão, Hợi. Tử vi tuổi Dần. Xem tử vi hàng ngày, thường quan chiếu mệnh, người tuổi Dần dễ vướng phải mâu thuẫn với cấp trên của mình. Đôi bên có những ý kiến trái ngược nhưng không ai chịu hạ cái tôi xuống để nhìn vấn đề theo chiều hướng khác. Khi cuộc thảo luận đã bắt đầu trở nên gay gắt thì bạn không nên tiếp tục tranh cãi nữa mà nên chủ động ngừng lại để mọi người có thể bình tĩnh hơn. Nếu muốn thuyết phục đối phương thì hãy lựa chọn một thời điểm khác với hình thức truyền đạt vấn đề khác phù hợp hơn. Mộc khắc thổ, có vẻ như chuyện tình cảm của con giáp này vẫn chưa có dấu hiệu tiến triển tích cực. Bạn sợ hãi tổn thương nên không dám mở lòng với người khác. Chính vì vậy, có thể bạn sẽ bỏ lỡ một vài đối tượng chân thành với mình. Tử vi tuổi Giáp Dần, thủy, quan hệ với cấp trên trở nên căng thẳng. Tử vi tuổi Bình Dần, hỏa, nên chú ý đến cách truyền đạt của mình. Tử vi tuổi Mậu Dần, thổ, không nên mâu thuẫn với lãnh đạo. Tử vi tuổi Canh Dần, mộc, để bỏ lỡ người chân thành với mình.
Tử vi tuổi Nhâm Dần, Kim không dám mở lòng với người khác. Con số may mắn 2, 8, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tương, xanh rêu, xanh da trời. Quý nhân phù trợ, Mùi, Tuất, Hợi. Tử vi tuổi Mão, tam hợp nâng đỡ, người tuổi Mão có được một ngày làm việc vô cùng thuận lợi. Bạn nhận được sự giúp đỡ của nhiều người, nên dù có phải xử lý công việc khó khăn đi nữa, thì bạn cũng có thể giải quyết rất gọn gàng và nhanh chóng. Với những người làm ăn kinh doanh, hôm nay bạn là người thích hợp để bản mệnh mở rộng quan hệ kinh doanh, làm ăn với những đối tác, khách hàng triển vọng. Hãy đối xử chân thành và thẳng thắn với mọi người, bạn cũng sẽ gặp được người chân thành và thẳng thắn với mình. Tiếc rằng, Mộc Khắc Thổ lại là dấu hiệu cho thấy mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình bạn đang dần trở nên lạnh nhạt. Bạn đang có vẻ quá tập trung cho sự nghiệp nên thường thờ ơ với người nhà. Vì vậy, hãy nhanh chóng tìm cách cân bằng giữa cuộc sống và công việc của mình. Tử vi tuổi Ất Mão, Thủy nhận được sự giúp đỡ của nhiều người. Tử vi tuổi Đinh Mão, Hòa tranh thủ xây dựng quan hệ với đối tác. Tử vi tuổi Kỷ Mão, Thổ giải quyết công việc một cách nhanh chóng và thuận lợi. Tử vi tuổi Tân Mão, Mộc quan hệ với người nhà trở nên lạnh nhạt. Tử vi tuổi Quý Mão, Kim hãy cân bằng cuộc sống của mình. Con số may mắn 0, 5, giờ tốt 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tương, xanh lá cây, xanh rêu. Quý nhân phù trợ, Sửu, Hợi, Tuất. Tử vi tuổi Thìn, tử vi hàng ngày chỉ ra rằng chính quan che chở, người tuổi Thìn sẽ có cơ hội chạm tay vào mục tiêu mà mình đã đặt ra từ trước đó trong ngày hôm nay. Bạn sẽ nhận được sự đánh giá cao của lãnh đạo và sự ngưỡng mộ của bạn bè, đồng nghiệp. Hôm nay cũng là một ngày may mắn với những người tham gia thi cử hay tuyển dụng. Bạn hãy phát huy hết khả năng của mình, tin rằng với kinh nghiệm phong phú và phong thái tự tin, bạn có thể gây ấn tượng tốt đẹp với các nhà tuyển dụng. Nếu có ý định xuất hành trong ngày hôm nay, bản mệnh nên đi về hướng Đông Nam để gặp hỷ thần hoặc hướng Tây Bắc để gặp tài thần. Đây là hai hướng tốt giúp cho công việc của bạn trở nên suôn sẻ và thuận lợi hơn nhiều. Tử vi tuổi Giáp Thìn, Hòa chạm tay tới mục tiêu đặt ra trước đó. Tử vi tuổi Bình Thìn, Thổ nhận được sự đánh giá cao của lãnh đạo. Tử vi tuổi Mậu Thìn, Mộc gây ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng. Tử vi tuổi Canh Thìn, Kim hãy tin tưởng vào khả năng của bản thân. Tử vi tuổi Nhâm Thìn, Thủy nên xuất hành theo hướng hoàng đạo. Con số may mắn 6, 9, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tương vàng, nâu. Quý nhân phù trợ, Tuất, Dậu, Thân. Để xem tuổi của bạn một cách nhanh nhất, hãy chọn mốc thời gian tương ứng đã được chú thích trong phần mục lục ngay dưới đây. Tử vi tuổi Tỵ, Hòa sinh thổ, người tuổi Tỵ sẽ có một ngày tràn đầy niềm vui. Nếu còn độc thân thì bạn được giới thiệu cho đối tượng triển vọng, thậm chí bạn sẽ còn có thiện cảm với đối phương ngay từ lần đầu gặp gỡ. Hãy mạnh dạn trò chuyện và kéo gần khoảng cách với người ấy. Với những người đã lập gia đình thì bạn và người ấy có thể tạo thêm những kỷ niệm đáng nhớ trong ngày hôm nay. Dù ở bên nhau đã lâu nhưng quan hệ giữa hai bạn vẫn luôn khăng khít, đó chính là điều khiến cho mọi người xung quanh đều vô cùng ngưỡng mộ. Chính tài nâng bước, tình hình tài chính của con giáp này cũng có những bước tiến đáng kể. Người làm công ăn lương, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao nên có thể được thưởng nóng. Người làm kinh tế cũng sẽ nhận được tiền từ các khoản đầu tư trước đó của mình. Tử vi tuổi Ất Tỵ, Hòa, quan hệ với nửa kia thân mật và khăng khít. Tử vi tuổi Đinh Tỵ, Thổ, gặp được người phù hợp với mình. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ, Mộc, hãy chủ động hơn trong chuyện tình cảm. Tử vi tuổi Tân Tỵ, Kim, nhận được các khoản tiền thưởng hay tiền lãi. Tử vi tuổi Quý Tỵ, Thủy, túi tiền dùng dình, không phải lo chuyện chi tiêu. Con số may mắn 8, 7, giờ tốt 1 giờ đến 3 giờ. Màu sắc cát tương, đỏ, hồng. Quý nhân phù trợ, Dậu, Sửu, Thân. Tử vi tuổi Ngọ, dưới sự tác động tích cực của nhị hợp, người tuổi Ngọ xây dựng được mối quan hệ xã giao hài hòa. Với tính cách cởi mở và lạc quan, bạn có thể truyền cảm hứng cho mọi người xung quanh, thúc đẩy tập thể nhanh chóng đạt được mục tiêu đã đề ra. Ngoài ra, bản mệnh còn có cơ hội gặp gỡ được quý nhân trong ngày hôm nay. Đối phương sẵn sàng giới thiệu cho bạn những cơ hội hiếm có. Hãy nhanh chóng nắm bắt, đừng chần chừ e ngại. Bạn sẽ có khả năng thăng tiến rất nhanh trong tương lai. Hỏa sinh thổ, những người còn độc thân có thể may mắn tìm ra người phù hợp với mình. Hãy nghe theo cảm xúc trong lòng, chớ nên so đo hay tính toán quá nhiều.
Còn với những người đã có lập gia đình thì bạn đã có thể hâm nóng tình cảm vợ chồng ngày hôm nay. Tử vi tuổi Giáp Ngọ, Kim chinh phục được mục tiêu đã đề ra. Tử vi tuổi Bình Ngọ, Thủy chuyên cảm hứng cho mọi người xung quanh. Tử vi tuổi Mậu Ngọ, Hòa có cơ hội gặp gỡ được quý nhân. Tử vi tuổi Canh Ngọ, Thổ nên hâm nóng tình cảm vợ chồng. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ, Mộc chưa nên sầu đỏ quá nhiều trong chuyện tình cảm. Con số may mắn 4, 5, giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tương tím, đỏ, quý nhân phù trợ Tuất, Mão, Dần. Tử vi tuổi Mùi, xem tử vi hôm nay, thiên quan giáng họa, người tuổi Mùi có thể phải đối diện với nhiều khúc mắc trong công việc. Có vẻ như cấp trên đang cố tình gây khó dễ cho bạn, khiến cho bạn chẳng thể phát huy được khả năng vốn có của mình. Nếu môi trường làm việc không tốt thì bạn có thể suy nghĩ đến việc thay đổi công việc. Tuy nhiên, trước khi đưa ra quyết định từ bỏ, bạn cần phải xác định chắc chắn mọi vấn đề bắt nguồn từ đâu, như vậy thì mới có thể rút kinh nghiệm, tránh phạm phải trong tương lai. Theo Hải Thượng Lan Ông, hôm nay là ngày càn giáp, không nên trị bệnh ở đâu. Bản mệnh nên tránh mọi sự tổn thương và chạm, mổ xẻ và chấm trích tại vị trí này. Tử vi tuổi Ất Mùi, Kim dễ vướng phải mâu thuẫn với đồng nghiệp. Tử vi tuổi Đinh Mùi, Thủy cần kiểm điểm lại cách cư xử của mình. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, Hòa bị cấp trên gây khó dễ, công việc không được thuận lợi. Tử vi tuổi Tân Mùi, Thổ hãy tìm ra nguyên nhân của mọi rắc rối. Tử vi tuổi Quý Mùi, Mộc rút kinh nghiệm từ những sai lầm trước đó. Con số may mắn 3, 4, giờ tốt 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tương nâu, xám, quý nhân phù trợ Hợi, Mão, Ngọ. Tử vi tuổi Thân, Thổ sinh Kim, lối suy nghĩ rành mạch và tài ăn nói thuyết phục chính là yếu tố giúp cho người tuổi Thân chinh phục được lòng người trong ngày hôm nay. Bạn rất thích hợp trong các việc lãnh đạo hoặc là cần đứng nói trước đông người. Trong lĩnh vực tình cảm thì bản mệnh và gia đình cũng có một mối quan hệ hài hòa và yên ấm. Bạn biết xây dựng gia đình hạnh phúc không phải là trách nhiệm của riêng ai, vì thế mà bạn luôn cố gắng hết sức để có thể lo toan và chăm sóc chu đáo cho cả nhà. Trong ngày này, vị trí của Thái Tần ở hướng Tây Bắc phía ngoài phòng thái phụ, giường ngủ và nhà vệ sinh. Do đó, thái phụ không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc hay tiến hành các công việc sửa chữa tại đây, bởi việc làm đó có thể làm động đến thái thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi. Tử vi tuổi Giáp Thân, Thủy có khả năng chinh phục được lòng người. Tử vi tuổi Bình Thân, Hòa thích hợp với các công việc lãnh đạo. Tử vi tuổi Mậu Thân, Thổ có trách nhiệm với gia đình của mình. Tử vi tuổi Canh Thân, Mộc được sống trong một gia đình hài hòa và yên ấm. Tử vi tuổi Nhâm Thân, Kim tự tin thể hiện khả năng của mình. Con số may mắn 1, 5, giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tương vàng, trắng, quý nhân phù trợ Tí, Thìn, Dậu. Tử vi tuổi Dậu, xem tử vi hàng ngày nhận thấy thiên ấn chỉ đường, người tuổi Dậu sẽ khẳng định được vị thế của mình trong tập thể. Bạn không những hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao mà còn có thể giúp đỡ mọi người xung quanh vượt được qua khó khăn và khúc mắc. Còn giáp này cũng hoàn toàn có thể yêu cầu một vị trí cao hơn trong công việc. Chắc hẳn cấp trên cũng đã nhìn thấy sự cố gắng không ngừng nghỉ của bạn trong suốt thời gian qua và sẵn sàng dành cho bạn một cơ hội được cất nhắc. Thổ sinh Kim, tình cảm của con giáp này với nửa kia đang trong giai đoạn rất hòa hợp. Hai người có tiếng nói chung trong nhiều vấn đề, đây chính là lý do khiến cho đôi bên luôn tin tưởng vào tương lai dù đang phải đối diện với những khó khăn đi chăng nữa. Tử vi tuổi Ất Dậu, Thủy quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh. Tử vi tuổi Đinh Dậu, Hòa hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Tử vi tuổi Kỷ Dậu, Thổ sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Tử vi tuổi Tân Dậu, Mộc có cơ hội được cất nhắc. Tử vi tuổi Quý Dậu, Kim hòa hợp với gia đình của mình. Con số may mắn 2, 8, giờ tốt 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tương bạch kim, xám, quý nhân phù trợ Tỵ, Sửu, Thìn. Tử vi tuổi Tuất, tương hình giáng họa, người tuổi Tuất dễ gặp phải vướng mắc với kẻ tiểu nhân. Những kẻ ôm mục đích xấu xa có thể nhân cơ hội bạn lơ là để cướp công lao của bạn, làm xấu đi hình ảnh của bạn trong mắt mọi người. Tuy nhiên, cây ngày không sợ chết đứng, nếu bạn không làm gì thẹn với lòng thì cũng không việc gì phải sợ hãi hay trốn tránh đối mặt. Hãy hoàn thành cho tốt nhiệm vụ được giao, sự thật sẽ chứng minh cho mọi người thấy bạn là người như thế nào.
Xem ngày tốt xấu theo trực, hôm nay trực kiến là ngày tốt với xuất hành, giá thú nhưng nên tránh động thổ. Vì vậy, bạn nên sắp xếp công việc, thực hiện sao cho phù hợp, như vậy thì mới có thể gặp được nhiều may mắn và hoàn thành ước nguyện đã đặt ra. Tử vi tuổi Giáp Tuất, hoa, dễ vướng mắc với kẻ tiểu nhân. Tử vi tuổi Bình Tuất, thổ, chớ lên lừa là để kẻ xấu lợi dụng. Tử vi tuổi Mậu Tuất, mộc, hãy dùng sự thật để chứng minh mình là ai. Tử vi tuổi Canh Tuất, kim, nên tìm lối phát triển mới mẻ hơn. Tử vi tuổi Nhâm Tuất, thủy, chú ý đến những kẻ xấu tiếp cận gây rối. Con số may mắn 9, 7, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường, vàng, cam, quý nhân phù trợ, thần, dần, ngọ. Tử vi tuổi Hợi, xem tử vi hôm nay, kiếp tài để cho người tuổi Hợi vướng vào cuộc tranh cãi với bạn bè hay đồng nghiệp. Ai cũng giữ vững ý kiến của mình nên chẳng ai chịu ai, công việc vì thế mà cũng rơi vào bế tắc, khó có thể có phát triển như mong muốn. Với những người làm lãnh đạo thì bạn trở nên đưa ra những quyết định độc đoán, bỏ ngoài tai ý kiến của cấp dưới. Có thể cấp dưới mới là người có cái nhìn chính xác hơn về những công việc thực tế. Bạn đừng nên coi mình là nhất, làm việc gì cũng đúng đắn. Thổ khắc thủy, còn giáp này cũng nên chú ý đến những mối quan hệ xung quanh mình. Trong chuyện tình cảm, bạn chỉ nên tin tưởng vào lời nói của những người thực sự thân thiết và bỏ ngoài tai những lời bàn tán nhằm chia rẽ quan hệ đôi bên. Tử vi tuổi Ất Hợi, hoa, không nên giữ quan điểm cố hữu. Tử vi tuổi Đinh Hợi, thổ, hãy học cách lắng nghe ý kiến của người khác. Tử vi tuổi Kỷ Hợi, mộc, công việc dễ lầm vào bế tắc. Tử vi tuổi Tân Hợi, kim, hãy chú ý các mối quan hệ của mình. Tử vi tuổi Quý Hợi, thủy, bỏ ngoài tai những lời bàn tán. Con số may mắn 6, 0, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường, đen, xanh lam. Quý nhân phù trợ, Tý, Sửu, Mùi. Đánh giá tử vi thứ 6 ngày 29 tháng 7 năm 2022 của 12 con giáp. Tuổi nào may mắn nhất trong ngày? Đó có thể là các tuổi Tỵ, tuổi Ngọ hay tuổi Dậu. Con giáp nào dễ vướng phải nhiều rắc rối nhất trong ngày hôm nay? Đó có thể là con giáp tuổi Tý, con giáp tuổi Dần hay con giáp tuổi Sửu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bản tin. Chúc các bạn mọi điều an lành. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất và hữu ích nhất trên kênh Lịch Nghệ Tốt nhé!